trên đang chặt mày kia có con khỉ nhưng mà ở nó đang kêu. Ơi, chào mọi người. Và như vậy là Thiên vừa mới chặt đợt mai xong nha mọi người. Đó. Hiện tại thì Thiên đang trong rừng sâu ở phía bên kia sông Đồng Nai. Đó. Rất là đuối luôn nha mọi người. Đó. Phía bên này là 6 cái đọt. Đọt bột, đọt to nha mọi người. Còn trong bên lô của Thiên là đọt mai đắng. Đó. Chuyến đi hôm nay thì anh em đi 4 người nha cả nhà. Tới qua bên kia rừng thì tại đọt mai với lại đọt này giờ ít quá mọi người. Đó nên anh em chia nhau đi nha mọi người. Người này thì đi hướng kia, người này thì đi hướng khác. Đó, cần tiền thì theo cái xe con suối nhỏ này lên tốt bên kia. Rồi, bây giờ mệt quá mọi người. Đó. Thì báo với mọi người là đợt mai này là Thiên sẽ đem về Thiên đi bán nha mọi người. Đó, đi bán kiếm tiền. Kiếm tiền nói chung là không có tiền để mà chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đó mọi người. Nên thành ra Thiên cùng với anh em hay đi chặt đợt mai. Đó. Chắc cùng tầm khoảng hơn cây số nữa mới tới cây xuồng nha mọi người. Cây xuồng mà lúc sáng sớm Thiên có quay cho cả nhà xem đó. Đó bây giờ thì Thiên sẽ tiếp tục đi nha mọi người.